Dàn nhạc giao hưởng Sài Gòn SBO và nhiều nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng vừa cùng mang đến đêm nhạc kịch giao hưởng kết hợp opera và piano độc tấu A Night at the Opera tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Khán giả được thưởng thức các trích đoạn aria nổi tiếng từ các vở nhạc kịch kinh điển, đặc biệt là bản Concerto số 2 của nghệ sĩ trẻ tài năng Tạ Quang Vũ. Đêm nhạc nhân kỷ niệm một năm hoạt động của dàn nhạc giao hưởng trẻ Sài Gòn SBYO, đầu năm 2020, SBO sẽ có chuyến công diễn tại Đức với 11 sinh viên trẻ tài năng.